Diễn viên hài Puka chọn váy áo tôn thềm ngực tuyệt tác. Puka sở hữu vòng một gợi cảm. Trong 2 năm trở lại đây, cái tên Puka nhận được nhiều sự chú ý của công chúng khán giả hơn sau khi cô góp mặt trong nhiều web drama, game show. Vẻ ngoài của Puka cũng được nhận xét là ngày càng thăng hạng vượt bậc. Puka xuất hiện nhiều hơn với những phong cách thời trang được đầu tư bài bản, chỉn chu và không kém phần quyến rũ. Dù không theo đuổi phong cách táo bạo nhưng mỗi lần cô lên đồ gợi cảm lại khiến người hâm mộ bất ngờ. Puka là một trong những mỹ nhân làng hài sở hữu vòng một như tuyệt tác. Cô khéo chọn những thiết kế váy áo như xẻ ngực sâu hay đôn cao từ váy áo đi sự kiện tới phong cách đời thường. Những mẫu áo crop top được sáng tạo mãn nhãn hơn như chiếc áo ngực thông thường, giúp phụ nữ giảm tải được phụ kiện mặc lên người. Vòng một lớn là bí quyết tạo nên sự gợi cảm cho mỗi cô gái. Ở Puka, thời trang gợi cảm luôn ghi điểm trong mắt công chúng vì không quá đà. Mọi thứ đều vừa phải. Người đẹp sinh năm 1990 có vẻ ngoài tươi tắn và trẻ trung hơn so với tuổi. Những chiếc áo thắt nơ to bản, hai dây ôm trọn vòng một tăng thêm sức hấp dẫn cho nữ diễn viên. Puka có 100.000 kiểu áo tôn vòng một mà hội chị em dễ dàng học hỏi, ứng dụng trong cuộc sống. Các mẫu áo từ đơn giản tới kiểu cách có thể mặc trong nhiều dịp khác nhau. Chỉ cần bạn có vòng một tròn đầy, váy áo tôn thế mạnh hình thể là điều dễ dàng. Những kiểu áo trễ tràng luôn tạo nên sức hấp dẫn cho người nhìn bởi vẻ đẹp nửa kín nửa hở. Chỉ cần lên đồ xương xương với áo crop top thể thao, Puka cũng hút mọi ánh nhìn như thỏi nam châm. Hiếm hoi khán giả thấy Puka khoe dáng gợi tình với đồ bơi cắt khoét táo bạo. Tiết lộ vóc dáng hoàn mỹ của người đẹp. Không chỉ vòng một gợi cảm, cô còn sở hữu eo thon.